Vâng, xin chào Hoàng Thành, em chào Audio toàn quốc. Chào mừng em đã đến với kênh của Linh Phạm Audio, kênh chính thức chuyên review hàng bãi tuyển chọn của bên em. Và như thường lệ, em nhớ cho em một like, một đăng ký. Vâng, thì hôm nay tiếp tục lại về với sản phẩm Bow. Thì hôm nay em sẽ lên cho anh em một con hàng chính là một CD4 mới về, còn nguyên thùng xốp. Thì với CD9 là một, những cái CD rất là thành công của 9 là một, phải kể đến như là CD4, CD5 và CD6 là ba CD gần như là hay nhất về tuyệt đối của dòng CD 901. Thì đây là một cặp loa với về với hiện trạng nguyên thùng xốp và tình trạng còn zin nguyên bản từ những cái chi tiết rất là nhỏ. Đó. Tức là nguyên thùng xốp về và cái chất lượng hàng cũng thế, chưa qua sờ ba, để nguyên mộc để quay video cho anh em để anh em thấy được là những cái cặp loa sau 20-30 năm sử dụng thì nó còn lại những cái gì, cái chất lượng hàng nó còn tốt đến mức nào. Thì anh em có thể nhìn ở đây với cặp 9 là một series 4 này, thì em sẽ qua cái thùng xốp trước. Thì với hiện trạng về còn nguyên thùng xốp, đây là chủ nhân vẫn giữ được cái thùng xốp còn rất là giá trị. Đó, đây anh em có thể nhìn này. Đó, thiết kế này, đặt một chiếc loa vào đây. Đó, một chiếc loa vào đây và đậy cái này lên. Thùng xốp rất là dày dặn và cái số CD trên thùng cũng trùng luôn với số CD của loa. Nên để nói đến là đây là thùng xốp xịn và trùng luôn cả cái nó có cả ngày tháng bán của sản phẩm luôn. Đó, trên bên này có thể thì thỉnh thoảng thôi mới về được những cái cặp thùng xốp này. Như những cái cặp thùng xốp trước của 901C6 thì em lại không làm video được. Hầu như những hàng tuyển chọn này gần như là về đăng bán hay là rất là nhanh, không có thời gian để làm video cho anh em. Thì tiện đây cũng là hàng mới về thì em sẽ bóc nguyên thùng xốp ra để review cho anh em về cặp 9 là một CD4 này. Thì anh em có thể nhìn thấy ngay đầu tiên combo của 9 là một CD4 nó về là về đầy đủ combo. Là combo gồm những cái gì? Thì cái thứ nhất của combo 9 là một CD4 là gồm một cục equalizer, anh em có thể nhìn thấy ở đây cục equalizer zin của model 9 là một CD4. Đó, đây là model zin 9 là một CD4 equalizer. Đó, tình trạng đây rất là đẹp, hài hồ gỗ hai bên, bắt buộc phải có cục này anh em nhé. Những anh em nào bán loa rời mà không có cái cục này là anh em mua rất vất vả luôn, tại vì giá thành sẽ rẻ. Nếu như cặp loa thị trường đang bán tùy tầm giá nhá, với cái tình trạng giá hàng thùng xốp này thì em không không so, nhưng mà hàng bình thường sẽ anh em sẽ trừ đi 5 đến 6 triệu để mua cái cục này là cái bắt buộc. Mà cái quan trọng không phải là tiền mà là còn không có mà bán, tại vì sẽ không có lẻ, tại vì sản xuất sẽ là sản xuất theo bộ của nó nên là sẽ không có lẻ đâu anh em. Nên là anh em đi tìm những cái equalizer rời ở ngoài rất là cực, còn thỉnh thoảng đâu thì nó lẻ ở trên mạng anh em mua được, tức là cái may mắn thôi. Đó, còn đâu thì khi bọn em mua thì họ sẽ phải mua đầy đủ hết, phải mua cả chân này, cả equalizer này và cả cặp loa. Đấy là một bộ đồng đều, cũng như là khi người ta mua, người ta cũng phải mua một bộ như này thì bên hãng mới bán. Đó, thì đây là cục cặp chân zin anh em nhé, chân zin của 901 này, CD4, một cặp loa và một cục. Đấy là ba thứ đi kèm và một bộ gọi là một bộ sản phẩm 9 là một CD4 gồm ba thứ. Đấy, anh em nhớ rõ nhé. Thì riêng cái phần equalizer thì bắt buộc rồi, còn chân thì 50-50, có thể anh em sẽ lấy chân, hoặc là những anh em nào xếp về treo ấy, anh em không lấy chân thì bên em cũng sẽ trừ tiền đi để anh em lấy mỗi loa và lấy cục equalizer thôi. Đó, thì bên em hỗ trợ cái vấn đề đấy rất là tốt, vì cái chân zin này cũng rất nhiều anh em muốn có. Những cái thứ mà gọi là đi kèm này thì gần như là nó sẽ không có ở bên ngoài đâu, anh em không tìm được những cái cặp chân lẻ hay là equalizer lẻ đâu. Thế nên là nếu anh em không mua thì em vẫn cứ thể là, tại vì rất nhiều anh em treo nhá, chứ anh em không để. Đây là khi mà 9 là một C4 hay là 567 à 56, người ta thiết kế ra là một bộ gồm như này và người ta muốn để loa theo cái khoảng cách mà người ta mong muốn từ mặt đất tính từ dưới đất lên, thì cái chân này nó rơi vào tầm khoảng 60, đó khoảng đấy.
thì người đã thiết kế rất là đầy đủ, cả combo, cả đầy đủ những cái ốc vít bắt vào chân rồi. Còn đâu anh em loa này vẫn có thể treo lên nha anh em nhé. Anh em treo lên những cái góc như kiểu anh em treo 301 ấy, nó hơi to hơn một chút nhưng mà cũng rất là hay. Mình xếp khoảng cách cách tường khoảng 2-30 để mà tạo thành âm thanh, cái âm thanh lực đánh bát vào tường ấy thì nó tạo âm thanh phản xạ ra ngoài rất là tốt. Đấy, với cái dòng 901 này. Vâng, thì hơi bên mang một chút thì đi sâu vào cái cặp loa này và cũng như là tình trạng hiện tại còn lại những gì. Anh em hãy nhìn vào những cái đây là chất lượng vỏ thùng còn nguyên mộc. Nó là người ta sử dụng bao nhiêu năm rồi và nó còn lại những gì thì đây. Anh em có thể nhìn thấy này, không qua spa tút tát nhá. Hai bên vách thùng này kín kẽ này, góc cạnh thành quách này rất là đẹp. Ê căng thì nguyên bản, còn chưa giặt luôn. Ê căng này càng nguyên keo anh em nhá, nguyên keo nguyên kim. Đây anh em có thể nhìn thấy này. Đây là ghim nó bắn vào góc này, ghim rất nhỏ thôi. Đấy, nguyên keo nguyên ghim này anh em, rất là đẹp. Ê căng không có vết rách luôn. Equalizer đó, số series này đây đầy đủ. Đây cũng ghi output input này anh em, mà có thể có thể cắm nối vào và em hướng dẫn luôn. Đó chính là cục equalizer này sẽ là cục giải mã cái tín hiệu từ ngoài vào. Anh em có thể cắm trực tiếp vào cổng input, tức là tín hiệu vào cổng input và lấy cái đường output ra, lấy tín hiệu ra thì nó sẽ giải mã cái âm thanh tín hiệu trong cái cục này và đẩy ra ngoài âm ly. Thì đây với là cái jack AV mà anh em kéo ra ngoài âm ly đó. Nhiều anh em cắm ngược sẽ không ra tiếng đâu nhá. Đó, còn cái tab này là một cái đường cắm khác, cũng output input đấy. Thường anh em sử dụng bên thôi, đó là lấy tín hiệu ra là được. Và con này là điện 220V luôn đây, rất là tiện lợi để anh em cắm điện gia đình. Ok, để em sẽ tắt quay phía sau để anh em cùng xem. Thì với cấu tạo của 901 series 6 gồm có 9 loa tất cả. Thì 9 loa nằm như nào thì em sẽ quay ở đây để anh em xem. Nhất là sẽ một loa đằng trước, một loa thiết kế đằng trước, nó gọi là loa chung. Còn đâu thì 9 loa được nằm ở phía sau. Thật ra chung cái bát liền hết, tại vì con này sử dụng equalizer để đánh ra, nó cắt tần cho cái giải tép cũng như phân tần của nó, bổ trợ cho tép cũng như là chung là bát rất là nhiều. Nên là vì sao âm trầm của nó, anh em cứ chơi thử dòng 901C6 này sẽ cảm nhận được cái sự khác biệt so với các dòng 301 thông thường khác. Nó tạo thành một cái không gian rất là rộng lớn, nó không bó hẹp ở một cái không gian cố định nào cả. Để anh em chơi 901CD4 thì nó tạo thành một cái sự trải nghiệm khác biệt hoàn toàn so với 301. Đây, anh em có thể nhìn thấy chất lượng hàng này. 8 loa phía sau cũng như là 3 lỗ thông hơi, 1, 2 và 3, 3 lỗ thông hơi. Bên này cũng thế. Cũng như là toàn bộ cái màng của bâu, tất cả những màng xịn của bâu này, anh em nhìn thấy nón này đều có dập nổi chữ bâu lên trên nón anh em nhé. Đấy, cũng như đường nét làm về cái chất lượng màng nó rất là tốt, xanh lét luôn. Về gân, đây là gân mút, sử dụng gân mút nên anh em chơi yên tâm, cái thời gian chơi có thể sử dụng đến 5-10 năm mình mới phải thay thế. Còn đâu thay thế thì hiện tại đặt ship gân về từ bên Mỹ về cũng rất nhiều. Bây giờ anh em không phải ngại vấn đề gân mút này nữa, mình cứ chơi xong là mình thay gân cũng được. Và bên em cũng có hỗ trợ cho anh em. Với anh em là sử dụng mua hàng bên em thì gân nếu mà anh em chơi về thời gian lâu nó bị mục thì anh em vẫn có thể chuyển lại hàng cho em để em có thợ thay thế cho anh em. Và cái đấy là chi phí bên ngoài, sẽ không tính vào tính vào cặp loa.
anh em sử dụng lâu rồi thì thay thế phải mất tiền là cái chuyện rất là bình thường đó. Còn bên em hiện tại bán thì sẽ bảo hành với cái tình trạng loa hiện tại đấy, gần rất là tốt, cũng như là toàn bộ chức năng của loa không có vấn đề gì cả đấy. Và bao zin ok anh em, thì sau đây em sẽ test một đoạn nhạc để anh em nghe và trải nghiệm về chất âm của cặp 951 series 4 này.